Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Trên Facebook, John Lori Nguyễn đưa tin sáng Chủ nhật, lũ lại về giáo xứ Gò Đền, Ninh Thuận lúc 6 giờ Chủ nhật 20 tháng 11 năm 2022. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông trên cao nên trong ngày và đêm 20 tháng 11, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió giật mạnh trên biển cấp 2. Mưa lớn trong 3 ngày qua khiến nhiều đoạn thuộc tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận bị sạt lở. Đoạn đường ven biển tỉnh Ninh Thuận bị sạt lở nằm trên địa bàn xã Phước Dinh hướng vào xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Tại một số đoạn gần đến xã Phước Diêm, nhiều đống đất đá to từ trên núi lăn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều đoạn trên các tuyến đường như 21 tháng 8, 16 tháng 4, Ngô Gia Tự, Thống Nhất ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Một số tuyến đường thuộc huyện Ninh Hải ngập úng từ 0,2 đến 0,5 mét. Giáo xứ Gò Đền tọa lạc trên một khoảng đất với diện tích khoảng 12 km vuông, cách quốc lộ 1 khoảng 200 m về hướng đông và cách thị xã Phan Rang khoảng 10 km về hướng bắc. Chung quanh có những cánh đồng lúa bao bọc. Giáo xứ thuộc vùng đồng bằng, khí hậu nhiệt đới, mùa nắng dài hơn mùa mưa. Giáo xứ Gò Đền được thành lập cùng một lúc với họ Gò Thao vào khoảng năm 1909 do Cố Kim, vị sáng lập đầu tiên. Giáo dân thời đó, kể cả Gò Thao, gồm khoảng 170 người. Tại Gò Đền lúc đó, chỉ có một nhà nguyện bằng vách đất lợp tranh, nhưng tại Gò Thao thì có một ngôi nhà thờ được xây cất vào năm 1928 và đến năm 1932 đã bị trận bão tàn phá và không được tái thiết. Năm 1919, ngôi thánh đường đầu tiên của họ Gò Đền được thành lập, nhưng sau khi xây cất ngôi thánh đường thứ hai thì ngôi thánh đường đầu tiên được biến thành trường học và đến năm 1958 được tu bổ lại làm nhà ở của các linh mục xứ. Hiện nay bị hư nặng, không sử dụng được nữa. Đến năm 1930-1931, Cố Lợi, chánh xứ Hồ Diêm, đã dùng vật liệu của ngôi thánh đường cũ của họ Hồ Diêm xây ra ngôi thánh đường thứ hai cho họ Gò Đền, và ngôi thánh đường này đã biến thành phòng phát thuốc, phòng học lớp mẫu giáo và hội quán của các đoàn thể trong họ. Từ khi có ngôi thánh đường mới thứ ba, tuy là họ lẻ của Hồ Diêm, xứ Gò Đền, từ ngày mới thành lập, vẫn có các vị linh mục kế tiếp nhau cai quản, hoặc từ Hồ Diêm ra đặc trách, hoặc đến sống ngay trong xứ. Giáo xứ có 11 lớp giáo lý, từ đồng cỏ non cho đến kinh thánh vào đời, do 22 anh chị em giáo lý viên trong giáo xứ phụ trách.